Kim Family Car Hải Dương xin giới thiệu với toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Hyundai Tucson sản xuất 2012, đăng ký 2013, bản 2 cầu máy xăng 2.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc và mang biển số 19A02892. Hiện tại xe đang được bày bán tại Family Car số 100.5 đường Trường Chinh với giá bán là 568 triệu. Anh chị em thiện chí xin vui lòng điện thoại theo số trực tiếp 0978607555 hoặc 0941337888. Về chất xe thì hôm nay chiếc xe này vừa về hôm qua và bọn em quay lên thì hôm nay cũng một vài khách rè xem và rất là ưng ý, chỉ là đang rèm giá thôi. Xe thì em cam kết chuẩn chỉ, không đâm xô tai nạn ngập nước, sơn vỏ nội thất rất là đẹp. Anh các chị có thể xem qua một vòng nhìn phim quay chi tiết để mọi người ngắm và chiêm ngưỡng chiếc xe từ trong ra ngoài. Bản 2 cầu số tự động máy xăng, xe nhập khẩu nguyên chiếc, 5 chỗ ngồi. Đẹp ạ. Sơn bóng loáng luôn nha mọi người. À, sẽ quay nội thất và máy. Xe đi order 13 vạn. Đề nổ thông minh và cửa sổ trời toàn cảnh, panorama phía trước và phía sau, hai cầu điều hòa hai chiều, điều hòa auto và ghế chỉnh điện đầy đủ. Chạy rất là đậm chắc xe, form dáng đẹp. Phía sau rất là rộng rãi. Cái này chạy dung tích nó sẽ rơi vào tầm 8 đến 9 lít nha cả nhà. 8 đến 9 lít xăng ạ. Bốn lốp còn rất là đều. Ê Hiền ơi, giật kem với nắp capo. Tích hợp trên vô lăng. Đề nổ thông minh. Hyundai Tucson 2012, xe nhập khẩu máy xăng 2 cầu và đăng ký 2013, xe đẹp từ trong ra ngoài không một lỗ nhỏ, giá là 568 triệu. Anh chị em quan tâm xin vui lòng đến trực tiếp giao dịch hoặc liên lạc theo hai số hotline 0978607555 hoặc 0941337888. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh của Hiền Kim để được cập nhật video chi tiết thường xuyên hơn.